London đang đạt những cái ngưỡng đáng buồn với hơn 1.200 rồi 1.500 ca tử vong trong vòng 24 giờ trong cái tuần lễ này, với cái số ca lây nhiễm mới mỗi một ngày dao động ở khoảng là 50.000, bệnh viện thì trong cái tình trạng sắp sửa bị quá tải và chính phủ Anh đã phải ban hành thêm nhiều những cái biện pháp để kiểm soát cái đà lây lan. Thưa luật sư Hoàng Đức Thắng, ông là một người sống lâu năm ở London. Câu hỏi đầu tiên xin ông cho biết thêm về cái tình hình tại chỗ hiện nay ra sao ạ? Về phía chính phủ, như chị đã biết là đưa ra nhiều biện pháp thắt chặt hơn, kể cả về đi lại, mua sắm cũng như là các cái tiếp xúc của người dân với nhau. Còn về phía người dân thì tâm lý chung nói chung là khá chán nản, và nhiều người thì lo ngại về cái việc mà không thể biết được là cái chủng virus sắp tới này nó sẽ biến đổi như thế nào. Nhất là với cái việc mà ngày hôm qua thì chính phủ đã chính thức công bố là cấm người dân từ Bồ Đào Nha và từ toàn bộ 10 nước ở khu vực Nam Mỹ được nhập cảnh với Anh, thì lo ngại rằng cái chủng virus mới nó sẽ biến đổi một cách rất là khó kiểm soát. Người ta cho rằng là cái chủng virus của Brazil này nó có cái mức độ lây nhiễm cao hơn và nó còn nguy hiểm hơn, khó lường hơn nhiều so với lại cái chủng virus của Nam Phi mà vẫn thường được gọi là cái virus của Anh. Hiện nay thì như chị biết đấy, lệnh cấm hiện nay nó cao hơn trước rất là nhiều. Cụ thể là hiện nay thì học sinh của các cái trường tiểu học đã phải nghỉ học hết, các cái cấp cao đẳng và các cái cấp trung học thì đã được nghỉ từ trước. Thế còn với người dân hiện nay thì trước kia thì chính phủ chỉ đưa ra cái quy định khuyến cáo rằng người dân nên hạn chế đi lại hoặc là nên tìm cách phòng chống vân vân. Nhưng gần đây thì chính phủ đã đưa ra cái quy định nói rằng là người dân nên tự coi rằng như là mình đang là người nhiễm bệnh. Vì vậy cho nên là cần phải hạn chế một cách tối đa mọi cách tiếp xúc. Tất cả các việc mà tiếp xúc có hơn một người thì về cơ bản là đã được khuyến cáo là phải dừng lại. Về nguyên tắc thì vẫn được tiếp xúc với một người, nhưng mà trên thực tế thì khuyến cáo của chính phủ là yêu cầu là chỉ được giao tiếp ở mức từng người một, tức là sống đơn lẻ. Ngay kể cả cái việc đi mua sắm hiện nay cũng được khuyến cáo là chỉ được đi một người, không được đi kèm trẻ em hay gia đình nữa. Dự kiến là trong 6 tuần và cứ 2 tuần một lần thì chính phủ sẽ họp lại để xem xét xem là có thắt chặt hay là nới lỏng cái việc này. Rất nhiều tiếng nói từ chính giới cũng như là từ một số cái đảng đối lập và một số tổ chức khác yêu cầu là phải thắt chặt hơn cái chính sách này tới mức độ gần như là phong tỏa, cấm chỉ để người dân ở trong nhà không thôi. Và chính phủ sẽ cung cấp thực phẩm và thiết yếu thông qua một số cơ quan dịch vụ khác. Tuy nhiên thì đây là một cách thức rất là khó thực hiện và trên thực tế nó không khả thi. Được biết là London nó dự kiến là sẽ mở rộng cái thời gian mà để tiêm chủng là 24 giờ trên 24, thì cái tin này đã được kiểm chứng hay chưa? Cái vấn đề như các cái trung tâm tiêm chủng 24 giờ thì đó là một cái quyết tâm của chính phủ và dự kiến trong vòng khoảng độ vài ngày nữa thì nó sẽ được thực hiện. Hiện nay thì các công tác chuẩn bị cho các cái trung tâm đó thì đã được tiến hành và về cơ bản nó đã được thiết lập lên rất là nhiều, và ở đây người ta chỉ có kiểm chứng lại cái việc mà làm sao đảm bảo tiệt trùng và chống lây nhiễm chéo ở tại những cái trung tâm ấy thôi. Cũng phải lưu ý một điều là hiện nay là cái mức độ quá tải các bệnh viện của London nó không còn là cái vấn đề là sẽ quá tải nữa, mà trên thực tế là nó đã quá tải rồi. Và ở các bệnh viện hiện nay thì trước kia nếu như người bị bệnh COVID mà nhập viện thì sẽ được điều trị ở bệnh viện cho tới khi nào mà khỏi. Tuy nhiên hiện nay thì cái thực tế các bệnh viện của London cho thấy là những người nào vào viện mà có bị virus COVID-19 thì chỉ nhập viện trong vòng 48 tiếng, sau đó thì sẽ được đưa về nhà hoặc về các cơ sở lưu trú để tự cách ly ở nhà trong vòng 7 ngày tiếp theo, được bệnh viện cấp thuốc ở nhà và sẽ được theo dõi thăm khám thông qua đường dây điện thoại. Thưa luật sư Hoàng Đức Thắng, ông đánh giá như thế nào về cái hiệu quả của những cái biện pháp đó, của những cái biện pháp mà gần như là tuyệt vọng? Trên thực tế, cái từ mà chị nói là nó hoàn toàn chính xác, với là những cái nỗ lực mang tính tuyệt vọng mà tôi nghĩ là chính phủ Anh đang áp dụng, không phải chỉ chính phủ Anh mà tôi nghĩ là nhiều chính phủ khác trên thế giới, thậm chí các nước châu Âu không nói ra miệng thôi, họ cũng đang làm như vậy. Cái tuyệt vọng này đến từ hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là vì cái hiểu biết của con người về cái virus này hiện nay là khá hạn chế. Mặc dù các loại vaccine thì có được điều được chế ra, nhưng mà cái tốc độ phát triển vaccine là nó không kịp với tốc độ biến chủng của virus. Cho nên hiện nay với cái việc ra đời của hai biến chủng mới, cái biến chủng Anh đợt trước đã dẫn đến việc mà Anh bị gần như là cấm vận trên quy mô ở toàn châu Âu và trên toàn thế giới. Thì bây giờ với cái việc mà ra đời của cái biến chủng của Brazil chẳng hạn, mà hiện nay Anh là cái nước đầu tiên đã cấm vận với toàn bộ khu vực Nam Mỹ cộng với một số nước khác ở trên thế giới, và tôi nghĩ châu Âu cũng sẽ theo sau ngay lập tức thôi. Người ta không thể biết được rằng là sắp các cái biện pháp hỗ trợ hiện nay về mặt y tế liệu còn hiệu quả hay không, cũng như là vaccine còn có hiệu quả nữa hay không. Cái điểm thứ hai nữa là các cái biện pháp mang tính chất ngăn chặn như hiện nay thì nó chỉ có thể được hiểu nhằm để làm cho những cái người mà đang bị nhiễm bệnh bị cô lập, hay nói cách khác, nói một cách đơn giản và nó hơi mang tính chất tàn nhẫn một chút, là buộc những người đó phải tự chịu và tự chết ở trong cái phạm vi bị cô lập của mình. Chứ còn ở cái mức độ cộng đồng thì hiện nay như các cái bộ trưởng trong chính phủ Anh cũng như là thị trưởng đã nói là không có cách gì để kiểm soát cái sự lây lan của virus này. Xin được một câu hỏi chót, đó là được biết là GDP của Anh trong tháng 11 vừa rồi giảm 2,6%, và vậy thì chính phủ có những cái biện pháp nào để cứu nguy cái nền kinh tế Anh hay không ạ?
Như chị đã biết đấy thì đây là cái tình trạng giảm phát chung trên quy mô toàn cầu vì cái dịch bệnh virus này, và cái cách thức mà duy nhất mà chính phủ đã đang làm theo đúng như là các sách về tài chính chúng ta vẫn từng học ấy, đó là đi vay tiền. Và cái khoản vay tiền này trên thực tế là việc chính phủ mà đứng ra nhận nợ và in tiền ra để mà đưa vào nền kinh tế để mà bù đắp vào cái khoản thiếu hụt ở trong ngân sách chung. Cái cách thức như vậy thì là cách thức mang tính cũng là tuyệt vọng, bởi vì trên thực tế là nó sẽ làm tăng cái gánh nợ công của chính phủ và làm giảm cái giá trị của các cái khoản tiền mà người dân đang lưu giữ dưới dạng tiền mặt hoặc tiền tiết kiệm hoặc là các loại trái phiếu cũng như vậy. Và cái mức độ mà giảm phát của kinh tế nó rất là lớn, thì theo như cái đánh giá kinh tế nó nghĩ rằng là trong một năm thì kinh tế Anh nó có thể giảm phát ở mức độ nó có thể cao tới 20%, và tôi nghĩ rằng các nền kinh tế khác trên thế giới cũng không khá cảm hơn là mấy. Dạ vâng, thưa RFI tiếng Việt, xin thành thật cảm ơn luật sư Hoàng Đức Thắng trả lời từ London.